Ngày 6 tháng 6, Hội Cựu chiến binh xã Vĩnh Châu tổ chức lễ ra mắt Câu lạc bộ Cựu chiến binh bảo vệ môi trường xã Vĩnh Châu. Câu lạc bộ Cựu chiến binh bảo vệ môi trường xã Vĩnh Châu có 40 thành viên. Theo đó, câu lạc bộ có nhiệm vụ thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường, tuyên truyền vận động nhân dân nâng cao ý thức trách nhiệm trong công tác bảo vệ môi trường, xây dựng nếp sống thói quen giữ gìn vệ sinh môi trường, xây dựng cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp ở khu dân cư. Câu lạc bộ được thành lập nhằm phát huy vai trò của chiến binh gương mẫu, nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ hội viên trong tuyên truyền, vận động người dân tham gia giữ gìn và bảo vệ môi trường, góp phần thực hiện nâng chất tiêu chí môi trường trong xây dựng xã nông thôn mới nâng cao. Sau buổi lễ ra mắt, câu lạc bộ đã ra quân vệ sinh môi trường tại khu vực quảng trường và xung quanh khu hành chính xã.